Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi đến với sân vận động Rizal Memorial tại thủ đô Manila của Philippines. Và như vậy là sau 10 năm thì U22 Việt Nam lại giành quyền vào chơi một trận đấu chung kết của một kỳ SEA Games. Và tất cả sẽ cùng kỳ vọng là đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có thể giành chiến thắng trước Indonesia và mang chiếc cúp vàng về cho Việt Nam. Và ngày hôm nay, đội hình ra quân của Indonesia gồm có số 12 đó là thủ thành Nadio. Hàng phòng ngự gồm có số 14 Asnawi, số 5 Bagas, số 2 đội trưởng Andy Nugroho, số 11 Fiza Andika. Các tiền vệ gồm có số 7 là Junfiandi, số 16 Sani Fauzi, số 6 Ivan Dokmuno, số 8 Witan Suleiman và số 15 là Sardin Ramdhani. Người đá cao nhất ở hàng công của Indonesia đó là số 20 Osvaldo Hai. Để có mặt trong trận đấu chung kết ngày hôm nay thì U22 Indonesia đã vượt qua Myanmar ở trận đấu bán kết với tỷ số là 4-2. Ngày hôm nay thì điều kiện chính trận đấu đó là trọng tài người Ả Rập Saudi, ông Majed Al Samrani. Lúc này thì U22 Việt Nam vẫn là đội duy nhất đã bất bại trên đường tiến vào chơi trận chung kết của kỳ SEA Games 30 diễn ra trên đất Philippines. So với trận đấu bán kết thì ngày hôm nay, đội hình ra quân của U22 Việt Nam vẫn được giữ nguyên, ngoại trừ Tấn Tài đã thay cho Thanh Thịnh bị căng cơ. Ở vòng bảng thì Việt Nam và Indonesia đã từng so tài với nhau và chiến thắng thuộc về cho Việt Nam. Đây là đội hình ra quân của U22 Việt Nam, gồm có số 30 đó là thủ môn Văn Toản, số 5 Văn Hậu, số 18 Thành Trung, số 3 Tấn Sinh, số 8 Trọng Hoàng, số 14 Hoàng Đức, số 21 Đức Chiến, số 16 đội trưởng Hùng Dũng, số 4 Tấn Tài và bộ đôi tiền đạo là Tiến Linh và Đức Chinh. Như vậy là chấn thương của Tiến Linh ở trận đấu bán kết là không quá nặng. Và ngày hôm nay, trận đấu thứ hai liên tiếp mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng đội hình là hai tiền đạo. Và chúng ta sẽ cùng kỳ vọng là bộ đôi Tiến Linh và Đức Chinh sẽ tiếp tục chơi tốt để mang về chiến thắng cho U22 Việt Nam. Hành trình đã qua của đoàn quân huấn luyện viên Siafri cũng là rất ấn tượng. Nhưng rõ ràng so với những gì mà U22 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm được thì chúng ta vẫn có quyền kỳ vọng rất lớn vào một chiến thắng ở trận đấu chung kết này. Bây giờ chúng ta đã cảm nhận một bầu không khí lễ hội đang diễn ra trên sân. Vận động chính của trận chung kết ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì U22 Indonesia ra sân trong bộ trang phục toàn đỏ là những người được cầm bóng trước và bảo vệ phần sân phía bên tay trái. Tiếng còi của trọng tài ông Majed Al Samrani đã vang lên. Và phía trước chúng ta sẽ là trận chung kết của môn bóng đá nam. Cách đây 2 ngày thì đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đã mang về tấm huy chương vàng sau khi chiến thắng trước đội tuyển nữ Thái Lan. Và chúng ta cùng chờ đợi điều này từ U22 Việt Nam. Ngày hôm nay thì U22 Indonesia đã không hề giấu ý đồ sẽ chơi một trận đấu cẩn trọng khi mà tiền vệ tấn công đó là Egi đang ngồi ngoài, và thay vào đó ông Siafri đã bố trí một đội hình tương đối thấp. Hai đội đã gặp nhau ở vòng bảng và chắc chắn ít nhiều đã có những cái nhìn chính xác về tương quan lực lượng và lối chơi của nhau. Ở trận đấu với Myanmar vòng bán kết thì Indonesia đã chơi với hai tiền đạo đó là Rafli và Osvaldo Hai. Nhưng ngày hôm nay ông Indra Siafri đang bố trí đội hình là 4-1-4-1. Sani Fauzi và phạm đã không thành công. Đây là Sani Fauzi, người đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới của U22 Việt Nam ở vòng bảng. Pha lên bóng của Indonesia.
đã không có lỗi của Thành Trung, đó là một pha can thiệp rất kịp thời. Tiến Linh, Tấn Tài, mặc dù đã trải qua một trận đấu khá vất vả ở vòng bán kết, nhưng với sức mạnh thể lực thì rõ ràng ngày hôm nay U22 Indonesia vẫn đang nhập cuộc rất mạnh mẽ. Họ sẵn sàng va chạm để hạn chế lối chơi của U22 Việt Nam. Pha lên bóng của Indonesia. Đây là Sadin Ramdhani, một trong những người có chiến kỹ thuật tốt nhất của Indonesia. Junfiandi, Deng Chuyền, Asnawi, vẫn là Asnawi. Tình huống can thiệp kịp thời của Văn Hậu. Một lần nữa thì các hậu vệ của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn đang chơi rất tỉnh táo. Trước Văn Hậu thì Thành Trung đã có một pha cắt bóng rất kịp thời trước tình huống lên bóng của đối phương. Đến lúc này của giải đấu thì U22 Việt Nam vẫn đang chứng tỏ bản lĩnh, và điều quan trọng nhất đó chính là khả năng vượt khó. Ngày hôm nay thì Hồ Tấn Tài sẽ đá thay cho vai trò của Thanh Thịnh. Nhiệm vụ của Tấn Tài sẽ là hạn chế khả năng lên tấn công của số 14 Asnawi. Ở trận đấu với Myanmar vòng bán kết thì Asnawi đã chơi tấn công rất hiệu quả với những pha đi bóng đột phá và những đường kiến tạo. Bàn thắng đầu tiên của Indonesia vào lưới Myanmar đến từ một pha kiến tạo của Asnawi cho số 6 là Ivan Dakmuno. Văn Hậu, Đơn Chuyền, đây là Tiến Linh, Hải Đức Chinh, Suleiman. Tốc độ của trận đấu đang diễn ra rất nhanh. Asnawi, Osvaldo Hay, thêm một pha can thiệp nữa của Văn Hậu. Và lần này tiếng còi của trọng tài Ansamrani đã vang lên. Đội hình của Indonesia cũng có những cá nhân đủ sức tạo ra đột biến như là Osvaldo Hay hay là Sadin Ramdhani. Và ngoài ra thì cũng cần phải nhắc đến cái tên đó là Egi Maulana, người lúc này đang ngồi trên ghế dự bị. Văn Toản đã có những trận đấu thành công trên hành trình tiến đến trận chung kết này. Và chắc chắn là tình huống bắt thành công của penalty ở trận bán kết với Campuchia sẽ giúp cho thủ thành này thêm sự tự tin. Ở tình huống này thì Ivan Dakmuno hay là Junfiari đủ sức để tung ra những pha dứt điểm thẳng về phía khung thành của Văn Toản. Ivan Dakmuno và Junfiari là những người đang đứng trước bóng. Junfiari, pha dứt điểm đã không thắng được Văn Toản. Pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu đã đến với Indonesia. Đây sẽ là quả phạt góc đầu tiên của trận chung kết dành cho U22 Indonesia. Đứng trước bóng là số 16 Sani Rizky. Sani Rizky không có lỗi, đó là pha lùi về tham gia phòng ngự rất hiệu quả của Đức Chinh. Asnawi, pha cắt bóng tốt của Tấn Tài. Trước trận chung kết này thì hậu vệ mang áo số 2 là Thanh Thịnh đã bị căng cơ trong thời gian khởi động. Lại thêm một tình huống đọc tình huống tốt của Tấn Tài.
với việc Thanh Tịnh đã bị căng cơ. Chính vì thế mà huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đã buộc phải sử dụng Tấn Tài ở vị trí chạy cánh trái. Nhưng cho đến thời điểm này, những phút đầu tiên của trận chung kết, thì Tấn Tài vẫn đang chơi rất hiệu quả, đặc biệt là trong những tình huống bọc lót cho các đồng đội của mình ở phía trong. Và lúc này thì U22 Indonesia đang chơi với sơ đồ đó là 4-1-4-1. Đội hình gần như họ đã áp dụng trong trận đấu ở vòng bảng gặp U22 Việt Nam. Bagas, Fiesa, không thể vượt qua được Trọng Hoàng ở tình huống này. Nhưng vẫn sẽ có một tình huống phạt góc dành cho các cầu thủ áo đỏ Indonesia. Vẫn sẽ là số 16 Sani Rizky. Nhưng anh đã trao lại quyền đá phạt cho Ivanibas. Dimas. Trọng tài xác định đó là lỗi việt vị của các cầu thủ bên phía U22 Indonesia. Một sắc đỏ trên sân Rizal Memorial. Chắc chắn rằng với trận chung kết môn bóng đá nam của kỳ SEA Games 30 lần này, đây có thể xem là môn thi đấu thu hút đông đảo khán giả nhất ở bất kỳ một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á nào. Pha chạm bóng là của Tiến Linh, đây là Hoàng Đức. Văn Hậu, pha xử lý rất bình tĩnh của Văn Hậu. Tấn Tài, vẫn còn Tấn Tài. Pha chạm bóng là của Hoàng Đức, đây là Đức Chinh. Sẽ có một quả phạt góc cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Người đã can thiệp cuối cùng đó là trung vệ đội trưởng số 2 Andy Setio. Tình huống dần lên phối hợp tam giác của Hoàng Đức và Tấn Tài đã thu hút sự chú ý của trung vệ số 2 Andy Setio và tạo ra một khoảng trống đáng kể cho Hà Đức Chinh thoát xuống. Hùng Dũng sẽ là người thực hiện những quả đá phạt góc bên cánh trái cho các cầu thủ áo trắng ở trận đấu này. Osvaldo là người đang theo rất sát với Đức Chiến. Ta cũng có thể hiểu được là tính chất rất quan trọng với trận chung kết. Chính vì thế trọng tài người Ả Rập Saudi anh Shamrani đang rất khắc khe với những tình huống va chạm của cầu thủ hai đội. Hùng Dũng, pha đá bóng của Nadio. Hoàng Đức rất mềm mại. Thêm một đường truyền của Hoàng Đức. Phong Duyên đến đâu? Tiến Linh vẫn còn không được. Hùng Dũng vừa rồi đã có phần hơi cẩn thận. Trong tay anh Sabrani đã thổi phạt Trọng Hoàng. Một pha va chạm giữa hai số 8 của hai đội. Osvaldo Hay, tiền đạo mang áo số 20 của U22 Indonesia, cùng với Hà Đức Chinh đang là những người có số bàn thắng nhiều nhất với 8 pha lập công. Asnawi, đây là Văn Hậu, cơ hội phản công cho U22 Việt Nam. Tiến Linh,
Ngay khi để mất bóng thì các cầu thủ áo đỏ U22 Indonesia đã ngay lập tức lùi về phần sân nhà của mình rất nhanh. Và họ cũng đã kịp thiết lập lại hệ thống phòng ngự của mình. Hoàng Đức. Pha chạm bóng vừa rồi là của Đức Chiến. Có thể xem tiền vệ mang áo số 21 tại giải đấu lần này đó là Đức Chiến, là một phát hiện thú vị của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước đây Đức Chiến chưa từng thi đấu ở vai trò tiền vệ đánh chặn như tại kỳ SEA Games 30 này, mà vị trí sở trường của Đức Chiến là trung vệ. Chuyện của Hùng Dũng. Sunny Rizky. Fiza. Tiếp tục là Fiza. Ở trận đấu mà hai đội gặp nhau ở vòng bảng thì hậu vệ cánh trái của U22 Indonesia là số 11 Fiza đã không thể thi đấu vì một chấn thương, và thay cho anh đó là số 3 Dodi. Sadin. Sunny không thể vượt qua được những cầu thủ áo trắng. Đường chuyền của Hùng Dũng. Đức Chinh. Pha xử lý an toàn của trung vệ Bagas. Cặp tiền đạo Tiến Linh và Đức Chinh khi có cơ hội chắc chắn sẽ gây sức ép lớn lên cặp trung vệ của U22 Indonesia ở trận đấu này. Đó là số 2 Andy Setio và số 5 là Bagas Adi. Đức Chinh. Trọng Hoàng. Sẽ là một tình huống phát bóng lên cho thủ môn Nadio. Ở trận đấu bán kết thứ nhất gặp U22 Myanmar thì thủ môn Nadio đã mắc sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa hai đều cho các cầu thủ Myanmar. Chúng ta cũng thấy được là tính chất căng thẳng của trận chung kết cũng đang ảnh hưởng ít nhiều đến cả hai vị chiến lược gia Park Hang-seo của U22 Việt Nam và Indra Syafri của U22 Indonesia. Tiến Linh. Lối chơi pressing rất khó chịu đến từ các cầu thủ U22 Việt Nam. Chính tình huống pressing vừa rồi đã mang về một quả ném biên cho các cầu thủ áo trắng. Hùng Dũng. Vẫn còn Trọng Hoàng. Vẫn là Trọng Hoàng. Đức Chinh, cú sút hay. Có vào. Đức Chinh cho rằng bóng đã chạm vào những đầu ngón tay của thủ môn Nadio. Một pha xử lý chớp nhoáng của Đức Chinh trong vòng cấm của các cầu thủ U22 Indonesia. Đúng là bóng đã chạm vào những đầu ngón tay của Nadio, nhưng có vẻ như sẽ không có quả phạt góc nào cho U22 Việt Nam. Tình huống diễn ra quá nhanh và trọng tài anh Samrani cũng đã không thể quan sát kịp. Hiện tại thì số 14 Hoàng Đức đang chơi lệch trái. Đó có thể là một trong những biện pháp để huấn luyện viên Park Hang-seo giảm đi áp lực đến từ hậu vệ mang áo số 14 là Asnawi, một cầu thủ có thiên hướng dâng cao tấn công rất nguy hiểm. Đức Chinh. Thêm một quả ném biên cho U22 Việt Nam. Đức Chinh đang hoạt động rất rộng và rất năng nổ ở trên sân trong những phút vừa qua của hiệp 1. Đức Chinh. Đường chuyền không đến được vị trí của Tiến Linh. Đức Chinh. Tấn Tài. Vẫn là Tấn Tài. Tấn Tài đã nỗ lực mang về quả phạt góc cho U22 Việt Nam.
Hồ Tấn Tài vẫn luôn là một hậu vệ rất đa năng. Anh có thể đảm nhận nhiều vị trí trên ở hàng hậu vệ. Tiếp tục sẽ là Hùng Dũng thực hiện những quả phạt góc. Hùng Dũng đá đâu, lại thêm một tình huống buộc Nadio phải đá bóng ra. Hoàng Đức, Hùng Dũng đá đâu, pha bật nhảy là của Thành Trung. Tình huống chọn điểm rơi rất tốt của trung vệ áo số 18, nhưng cú đánh đầu cuối cùng của Thành Trung lại không như ý. Luôn có những sự nguy hiểm nhất định đến từ những pha không chiến của U22 Việt Nam. Và xử lý an toàn của Thành Trung. Thành Trung luôn là một mẫu trung vệ rất có duyên ghi bàn. Và vừa rồi suýt nữa thì Thành Trung cũng đã có thể tạo ra một điểm cắt vừa đủ để mang về sự khác biệt cho U22 Việt Nam. Đây là Asnawi, không thể vượt qua được Văn Hậu. Vai trò của Văn Hậu vẫn luôn rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Anisetio, Asnawi. Sau những phút đầu chơi với tốc độ lên bóng khá nhanh, thì đến lúc này sức ép từ U22 Việt Nam đang buộc các cầu thủ của Indonesia phải chơi thật chậm và triển khai bóng chắc chắn trên phần sân của mình. Họ sẽ không dám mạo hiểm dâng cao trong những phút tới. Pha lấy bóng của Hoàng Đức rất hay, Đức Chinh. Văn Hậu, pha xử lý hết sức tỉnh táo của Văn Hậu. Đây là Tấn Tài, Hoàng Đức, bóng về chân của Ivan Dimas, Zunfiani. Trọng tài anh Shamrani đã thổi phạt đối với Tiến Linh. Một đôi đá pressing đến từ cầu thủ cả hai đội. Vậy đó là tình huống phạm lỗi khá kín của Văn Hậu đối với Ivan Dimas. Những hình ảnh phải nói là rất đẹp và mang một tinh thần rất hưng phấn đến từ các cổ động viên của Việt Nam. Toàn bộ số vé được dành cho trận chung kết trên sân Rizal Memorial cho trận đấu ngày hôm nay đều đã được bán hết trước khi trận đấu này diễn ra vài giờ đồng hồ. Ivan Dimas vẫn đang tỏ ra khá đầu. Sau khi để thua với tỷ số 1-2 trước U22 Việt Nam ở trận đấu vòng bảng, thì huấn luyện viên Indra Seafri cũng đã tuyên bố rất tự tin là ông sẽ hẹn gặp lại đội tuyển U22 Việt Nam ở trận chung kết. Và đó chính xác là những gì mà U22 Indonesia đã làm được. Và họ cũng xứng đáng có mặt ở trận chung kết này. Có vẻ như trận chung kết SEA Games 30 sẽ phải khép lại đối với tiền vệ số 6 Ivan Dimas. Một quân bài rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông Indra Seafri. Ivan Dimas cùng với số 7 là Zunfiandi là hai cầu thủ trên 22 tuổi được huấn luyện viên Indra Seafri bổ sung tại kỳ SEA Games lần này. Đó sẽ là một mất mát rất đáng để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lưu tâm. Chúng ta cùng chờ xem là huấn luyện viên Indra Seafri sẽ giải quyết sự thiếu vắng của số 6 Ivan Dimas như thế nào.
Đức Chiến. Đường chuyền hơi mạnh dành cho Hoàng Đức. Phía ra Sadin. Không có gì khó khăn cho tình huống phòng chiến của Thành Trung. Sadin. Pha xử lý là của Sani Rizky, nhưng bóng về chân của Mai Việt Nam. Hùng Dũng. Tấn Tài đang dâng cao, nhưng vẫn là cao thủ U22 Việt Nam. Hiện tại thì đội bóng áo đỏ U22 Indonesia đang thi đấu với chỉ 10 người trên sân, khi mà họ vẫn chưa thay người đối với trường hợp của Ivan Imas. Tấn Tài không được. Ngay lập tức bóng đã trở lại với U22 Việt Nam. Đường chuyền của Tấn Tài. Tấn Tài đang chơi khá hiệu quả bên hành lang cánh trái của U22 Việt Nam. Hoàng Đức. Hùng Dũng. Đức Chinh không được. Và pha bóng kịp thời của số 5, đó là Bagas Adi. Hiện tại đang chám vào vị trí mà Ivan Dimas để lại trên sân, đó là số 16 Sani Rizky. Osvaldo Hay. Không có lỗi của Tấn Sinh. Hoàng Đức. Hùng Dũng. Tấn Tài. Tấn Tài vẫn tích cực dâng cao. Hoàng Đức. Tiến Linh. Đức Chiến. Vẫn là một sự kết nối rất nhịp nhàng ở khu vực giữa sân của các tiền vệ áo trắng. Trọng Hoàng. Tiến Linh. Tiếp tục là Tiến Linh. Đường chuyền cho Đức Chinh không được. Đức Chinh có vẻ hơi bị bất ngờ với đường chuyền vừa qua mà Tiến Linh dành cho mình. Osvaldo. Sẽ là một quả đá phạt dành cho U22 Indonesia. Chúng ta đang được theo dõi trận chung kết môn bóng đá nam kỳ SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines. Trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia đang bước vào phút thi đấu thứ 25. Chúng ta thấy là nỗi thất vọng đã xuất hiện trên gương mặt của Ivan Dimas. Một chấn thương cổ chân của Ivan Dimas. Và vào thay cho số 6, đó là số 17 Sia Rian. Một sự thay đổi người bất đắc dĩ cho huấn luyện viên Indra Siafree. Hasnawi. Bóng vẫn còn trong cuộc. Đây là Hùng Dũng. Tiến Linh. Đường chuyền cho Đức Chinh. Không có tiếng còi nào và trận đấu vẫn đang tiếp tục. Junfiandi. Pha lấy bóng tốt của Đức Chinh. Nhưng ngay sau đó là đường chuyền đã bị bắt bài của Hoàng Đức. Witam. Vẫn sẽ không có nhiều sự điều chỉnh đến từ huấn luyện viên Indra Siafree khi mà Ivan Dimas đã không còn ở trên sân. Số 17 Sia Rian vào sân cũng sẽ đá ở vai trò tiền vệ trung tâm mà Ivan Dimas đã để lại. Junfiandi. Sia Rian, còn đó là Osvaldo. Đường chuyền là của Siarian, quá sâu. Trọng Hoàng đang khắc chế
tối đa tầm hoạt động của số 15 Sardin bên hàng lang cánh trái của U22 Indonesia. Ivan Dimas sau khi rời sân vẫn tỏ ra khá đau. Có lẽ chấn thương mà số 6 của U22 Indonesia gặp phải đó là một tình huống lật cổ chân. Sani Rizky. Trọng tài Al Shamrani đã thổi phạt đối với Trọng Hoàng. Một tình huống theo người rất sát của Trọng Hoàng đối với số 15 Sardin. Rõ ràng là Trọng Hoàng rất hiểu vai trò của Sardin cũng như là phong cách chơi bóng của tiền vệ áo số 15 này. Đối diện với một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và cũng rất khỏe như Trọng Hoàng sẽ không hề dễ dàng cho số 15 Sardin. Những chiếc bóng là trung vệ Bagas Adi. Lại thêm một tình huống không chiến tốt của các cầu thủ phòng ngự, đó là Đức Chiến. Thế trận trên sân Rizal Memorial vào lúc này vẫn đang rất cân bằng. Một trận đấu mang tính quyết định mà không một đội bóng nào muốn mắc những sai sót. Andy Fiesa. Vẫn đang là một sơ đồ chiến thuật rất chắc chắn của huấn luyện viên Park Hang-seo trên phần sân nhà. Tính chất của một trận đấu quyết định như trận chung kết ngày hôm nay đang buộc các đội U22 Việt Nam vẫn phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Nhưng khi đó thì lối chơi phòng ngự phản công đặc biệt mang thương hiệu của Park Hang-seo sẽ có cơ hội để phát huy ở những phút tiếp theo của trận đấu. Vitan. Và áp sát là cầu Tấn Tài. Asdawi. Phía ra. Các cầu thủ U22 Indonesia vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành của thủ môn Văn Toản. Asdawi. Đây là Witan. Trước mặt Witan là Văn Hậu. Chắc chắn là không thể vượt qua được số 5 của U22 Việt Nam. Có lẽ bây giờ thì bất kỳ một cầu thủ tấn công nào của đối phương khi đối diện với Văn Hậu cũng đều phải mang tâm lý rất e dè. Tiến Linh. Vẫn không có tiếng còi của trọng tài người Ả Rập Saudi. Đây là Fiesa. Tình huống lùi về hỗ trợ phòng ngự rất hiệu quả của Hoàng Đức. Và lấy bóng của Đức Chiến. Tiến Linh sẽ là một quả ném biên lên cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Mặc dù U22 Indonesia đang là những người cầm bóng nhiều hơn, nhưng tất cả những gì họ đang làm được chỉ là những đường truyền ở khu vực trung tuyến và rất khó để
khoan thủng được cấu trúc phòng ngự rất chắc chắn mà U22 Việt Nam đang áp dụng vào lúc này trên sân Rizal Memorial. Asnawi, Zunfiandi, Witan, tiếp tục là một tình huống phòng ngự tốt của Văn Hậu. Đây là Đức Chinh, Hoàng Đức. Những pha xử lý rất đỉnh đạt của Hoàng Đức nhưng rất khó để lấy được bóng trong chân của số 14. Witan, đây là Osvaldo. Trước sự chăm sóc rất kỹ lưỡng của các hậu vệ bên phía U22 Việt Nam thì cũng đang buộc số 20 là Osvaldo hay phải di chuyển rộng ra để tìm kiếm bóng. Asnawi, Andy, Zunfi Andy, Andy Setio, Siarian, đường chuyền quá sâu của số 17 bên phía U22 Indonesia. Trong cách chơi hiện tại của U22 Việt Nam, chúng ta vẫn chưa thấy được những tình huống tăng tốc quá nhanh và cũng quá vội vàng. Đó chắc chắn là một trong những yếu tố mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ muốn các cầu thủ của mình sẽ để dành lại trong những thời khắc quan trọng nhất của trận chung kết. Khi đó thì những miếng đánh tấn công của U22 Việt Nam mới được tung ra. Đây là Tiến Linh. Quả ném biên cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Hùng Dũng, tình huống áp sát là của Siarian. Vấn tay, rất hay, Hùng Dũng, Tiến Linh, Hoàng Đức, cú sút. Khoảng cách mà Hoàng Đức vừa dứt điểm cũng rất giống với vị trí mà anh đã ghi được bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 vào lưới của U22 Indonesia ở vòng bảng. Chỉ khác một chút đó là ở pha dứt điểm vừa qua, Hoàng Đức phải dứt điểm cận chân và không có nhiều khoảng trống để bắt đà và quan sát như ở vòng bảng vừa qua. Tấn tài, Đức Chinh, tình huống phạm lỗi là của số 17 Siarian. Đức Chinh vẫn đang chờ rất năng nổ ở trên sân. Có lẽ là quả đá thẳng của Văn Hậu khi phát hiện thủ môn Nadio dâng cao. Lần gần nhất mà bóng đá Indonesia góp mặt ở một trận chung kết SEA Games là vào năm 2013 tại Myanmar. Và đó là trận chung kết mà đội tuyển U23 của Indonesia đã để thua các cầu thủ của Thái Lan. Còn với bóng đá Việt Nam thì lần gần nhất góp mặt ở một trận chung kết SEA Games là cách đây đúng 10 năm vào năm 2009 tại Lào.
bóng về chân của Mai Việt Nam, nhưng đã có tiếng còi của trung tài Al Shamrani. Asnawi. Không thể khống chế bóng thành công. Một tình huống mà số 15 Sadin đã đảo sang hành lang cánh phải. Đức Chinh, khoảng trống rất lớn ngay trước mặt Đức Chinh. Chúng ta cùng xem đó là một quả lá phạt hay sẽ là một tình huống phạt góc dành cho U22 Việt Nam. Nhưng với phản ứng vừa qua của số 14 Asnawi thì có vẻ như sẽ có một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ của Luân Phiên Park Hang-seo. Rõ ràng đó là một tình huống phạm lỗi của Asnawi. Sẽ là một quả đá phạt. Quyết định chính xác từ trọng tài Al Shamrani. Và bây giờ thì lo lắng sẽ đến cho khung thành của thủ môn Nadio. Hùng Dũng là người đang đứng trước quả đá phạt cho U22 Việt Nam. Đây rất có thể sẽ là những khoảnh khắc và những tình huống mang lại sự khác biệt ở một trận chung kết. Lại thêm một tình huống mà trọng tài Al Shamrani phải nhắc nhở đối với các cầu thủ của U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Hùng Dũng trao bóng vào. Đó là tiến lên. Góc quay vừa rồi đã cho chúng ta thấy được gương mặt của Tiến Linh, nhưng có lẽ đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã mở tỷ số cho U22 Việt Nam ở trận chung kết ngày hôm nay. Đúng là những tình huống cố định đang mang lại sự khác biệt rất lớn cho U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30. Rất chính xác khi mà có đến hai chiếc áo trắng đã bật nhảy rất thoải mái ở tình huống không chiến vừa qua. Đó là Văn Hậu. Văn Hậu là người đã chạm bóng cuối cùng và đánh đầu tung lưới của thủ môn Nadio. Đó là bản lĩnh của các cầu thủ U22 Việt Nam đã được thể hiện rất đúng thời điểm. Văn Hậu chơi rất chắc chắn ở hàng phòng ngự và bây giờ thì anh là người đang tạo ra sự khác biệt ngay trong hiệp đấu đầu tiên trận chung kết SEA Games 30. Một quả chạy bóng như đặt vào đầu đến từ Hùng Dũng. Lần thứ 8 tại kỳ SEA Games 30 này, cầu thủ U22 Việt Nam có được bàn thắng từ những pha bóng cố định. Đó cũng là bàn thắng thứ 22 của các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại kỳ SEA Games 30 này ở Philippines. Asnawi. Pha đột phá của Asnawi trong vòng vây của đến 4 chiếc áo trắng. Nhưng vẫn sẽ có một tình huống đá phạt dành cho U22 Indonesia. Tình huống bắt bóng chính xác của Nguyễn Văn Toản. Như vậy là cũng giống như ở trận đấu vòng bảng thì từ một tình huống cố định, U22 Việt Nam đã tìm được bàn thắng. Ở vòng bảng người lập công đó là Thành Trung. Thì ở trận này Văn Hậu là người tỏa sáng với tình huống chọn điểm rơi và đánh đầu chính xác.
Pha dứt điểm của Văn Hậu mới chỉ là tình huống đầu tiên mà Việt Nam đã có pha dứt điểm chính xác về phía thành của Nadio ở trong hiệp đấu thứ nhất này. Hiệp đấu đầu tiên của trận chung kết môn bóng đá nam đang đi về những phút cuối và U22 Việt Nam đã tìm được sự khác biệt. Đức Chinh đang tỏ ra rất đau sau tình huống phạm lỗi của Asnawi. Ở tình huống mở tỷ số của Văn Hậu thì cũng chính Asnawi là người phạm lỗi với Đức Chinh dẫn đến quả đá phạt. Rõ ràng là tại kỳ SEA Games này, hàng phòng ngự của đội tuyển U22 Việt Nam với những cầu thủ có thể hình tốt đã được ông Park Hang-seo phát huy hiệu quả với những pha không chiến. Trong 2 năm qua, chúng ta cũng thấy là vị chiến lược gia người Hàn Quốc luôn tỏ ra hợp lý trong việc sử dụng con người cũng như là cách vận hành chiến thuật dựa vào những người mà ông đang có trong tay. Bagas. Giờ đây thì U22 Việt Nam sẽ có lý do để chơi phòng ngự phản công. Asnawi. Giờ đây thì đội hình của U22 Indonesia đang bắt buộc phải đá cao để tìm kiếm cơ hội. Zulfiandi đưa truyền cho Sani. Ở hai bên cánh thì Trọng Hoàng và Văn Hậu đang chơi rất chắc chắn. Asnawi. Vẫn là Asnawi. Cú đá từ xa không đủ khó với Văn Toản. Rõ ràng với sự chắc chắn của Trọng Hoàng và Văn Hậu thì điểm mạnh trong những pha tấn công cánh của Indonesia đã không được phát huy ở hiệp đấu thứ nhất này. Và khi mà tiền vệ tấn công Egi Maulana đang ngồi trên ghế dự bị thì những pha tấn công trung lộ của Indonesia cũng đang trở nên bế tắc. Asnawi. Đây đã là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên. Phía ra Zulfiandi. Asnawi. Sadin. Witan. Đường truyền rất sâu của Sadin. Rõ ràng hàng phòng ngự của U22 Việt Nam vẫn đang chơi rất chắc chắn. Nếu như giữ vững tỷ số này trong 2 phút cộng thêm thì U22 Việt Nam sẽ có sự chủ động trong hiệp đấu thứ hai. Hà Đức Chinh. Vẫn là Hà Đức Chinh. Hùng Dũng. Đường truyền. Tiến Linh. Vẫn là Tiến Linh. Rất bình tĩnh. Thành Trung. Một tình huống mà trung vệ Thành Trung đã dâng cao. Hùng Dũng vẫn có đường truyền. Dứt điểm không được. Đó là pha xoay người dứt điểm rất nhanh của Tiến Linh. Một chút nữa thì Tiến Linh đã có được pha dứt điểm nguy hiểm về phía thành của Nadio. Phải nói là tình huống phối hợp rất ăn ý của các cầu thủ Việt Nam. Bàn thắng của Văn Hậu đang tiếp thêm sự tự tin cho U22 Việt Nam. Sani. Zulfiandi. Sadin. Rất khó để triển khai lối chơi tấn công bên phần sân của U22 Việt Nam. Vẫn là Sani. Andy Setio. Áp sát rất nhanh.
trọng tài đã bắt lỗi với Văn Hậu ở tình huống can thiệp vừa rồi. Người bị phạm lỗi đó là Sardin Ramdani. Trọng Hoàng, Tiến Linh, tình huống để mất bóng của Tiến Linh. Tiếp tục là một pha can thiệp kịp thời của Thành Trung. Và như vậy là đúng lúc này tiếng còi của trọng tài ông Majed Al Samrani đã vang lên. Hiệp 1 trận chung kết môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và Indonesia đã dừng lại với ưu thế về tỷ số thuộc về cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và người tạo ra sự khác biệt đó là hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Một pha đánh đầu chính xác sau đường truyền của Hùng Dũng. Tiếp tục là một hiệp đấu rất thành công và hợp lý của đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo. Và lúc này thì chắc chắn là không khí của phố đi bộ Nguyễn Huệ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang rất là sôi nổi. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bầu không khí nóng bỏng đó với sự chia sẻ của biên tập viên Hạnh Dung. Tại Philippines, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với hiệp đấu thứ hai trận chung kết môn bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Hiệp 1 của trận đấu đã dừng lại với tỷ số đang tạm là 1-0, nghiêng về cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo với pha lập công duy nhất của Đoàn Văn Hậu. Ở hiệp đấu thứ hai này thì U22 Việt Nam là những người bảo vệ phần sân phía bên tay trái và phần sân đối diện là của Indonesia. Và lúc này tiếng còi của trọng tài ông Al Samrani đã vang lên. Bước vào hiệp đấu thứ hai này thì U22 Indonesia đã có sự đổi người khi mà Egi Maulana đã vào sân. Chắc chắn là bàn thắng của Văn Hậu sẽ giúp cho U22 Việt Nam có thêm những sự chủ động ở trong hiệp đấu thứ hai này. Ở hiệp 1 thì ý đồ chơi tấn công cánh của Indonesia đã hoàn toàn phá sản bởi sự xuất sắc của bộ đôi Văn Hoàng và Trọng Hoàng và Văn Hậu. Và ngay đầu đấu thứ hai này thì ông Siafri đã buộc phải đưa Egi Maulana vào sân để tăng cường cho sức mạnh tấn công, và đặc biệt đó là những pha tấn công trung lộ. Phía ra Osman Hay, tiếp tục là một pha tranh chấp tốt của Trọng Hoàng. Ở hiệp đấu đầu tiên thì tình huống dứt điểm đáng kể nhất của Indonesia đến từ cú đá phạt từ xa của Junfiadi, nhưng nó đã không vượt qua được Văn Toản. Aswani bắt rất tốt. Lúc này thì Văn Toản đang có được sự tự tin, những pha xử lý chính xác. Ông Siafri đã buộc phải có hai sự đổi người. Người đầu tiên vào sân đó là Siarian vào thay cho Ivan Dagmono bị chấn thương. Hoàng Đức, pha đột phá của Hoàng Đức. Nhưng vừa rồi thì Hoàng Đức đã không thể vượt qua được bốn hậu vệ của Indonesia. Đức Chiến, lợi thế cho U22 Việt Nam. Đức Kinh vừa rồi đã không thể vượt qua được Phía Gia. Ở cuối hiệp 1 thì U22 Việt Nam còn có một pha dứt điểm rất đáng chú ý. Tình huống mà Tiến Linh đã xoay người sút bóng, chỉ tiếc là bóng đi ra ngoài. Đức Chinh, Hà Đức Chinh vẫn đang chơi động. Lúc này chúng ta cũng thấy là U22 Việt Nam đã sẵn sàng để cao đường để chơi pressing bên phần sân đối phương nhằm hạn chế sức mạnh của Indonesia trong việc tạo ra áp lực cho khung thành của Văn Toản. Nếu như lùi thấp đội hình sẽ trao cơ hội để cho Egi hay là Osman Dohay có điều kiện để dâng cao đội hình. Rõ ràng ông Park Hang-seo đã có những sự chuẩn bị rất tốt và đặc biệt là tỏ ra rất am hiểu chiến thuật của trận chung kết này. Hồ Tấn Tài, Tiến Linh,
cơ hội tấn công cho Việt Nam. Vẫn là Hồ Tấn Tài, phía trong có Đức Chinh. Đơ Chuyền, nhưng Đơ Chuyền không vượt qua được Sun Fendi. Sun Fendi, lúc này thì Sun Fendi vẫn là người đá thấp nhất ở hàng tiền vệ của Indonesia. Sadin, Hoàng Đức, Hải Đức Chinh, Bagas. Chúng ta cũng thấy là Indonesia đang tỏ ra vội vàng trong việc đưa bóng lên phía trên. Và khi mà những pha súng biên vẫn chưa hiệu quả thì lối chơi tấn công của các học trò ông Siafri vẫn đang gặp bế tắc. Visa, Sadin, Osman Dohai. Một tình huống mà trung phong của Indonesia đã phải lùi về gần giữa sân để kiếm bóng. Đó là một pha tranh chấp rất mạnh mẽ của Đức Chiến. Rõ ràng với màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu với Thái Lan thì Đức Chiến đang được tin tưởng ở vai trò đánh chặn từ xa. Văn Hậu, gần như không thể vượt qua được Văn Hậu và Trọng Hoàng trong những pha đột phá của hai bên cánh bên phía Indonesia. Bàn thắng đầu tiên của Văn Hậu tại kỳ SEA Games lần này đang mang đến một tâm lý rất hưng phấn và tự tin cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Visa, giờ đây khi mà Indonesia đang muốn để cao tốc độ thì U22 Việt Nam sẽ càng cố gắng để làm giảm nhịp độ. Không cần phải bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Visa, thêm một tình huống can thiệp rất kinh nghiệm của Trọng Hoàng. Vẫn là một lối chơi chắc chắn đến từ những sự chuẩn bị và sự ăn ý của các vị trí hàng phòng ngự bên phía U22 Việt Nam. Asnawi, Siarian, đây chỉ mới là lần đầu tiên tại kỳ SEA Games lần này Indonesia bị đặt vào thế rượt đuổi. Trong cả những trận đấu trước thì Indonesia đều là đội đã mở tỷ số của trận đấu. Và xử lý đã không thành công của Đỗ Hùng Dũng. Đến lúc này của trận đấu thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa có bất kỳ sự đổi người nào. Chiến thuật mà U22 Việt Nam đang áp dụng vẫn đang hiệu quả. Hoàng Đức, Egi, vẫn là Đức Chiến là người đã lấy bóng kịp thời. Hồ Tấn Tài, Tiến Linh, Hùng Dũng. Bộ đôi Tiến Linh và Đức Chinh đang luân phiên nhau có những pha giật cánh để lôi kéo đối phương.
Giờ đây thì với mỗi tình huống cố định, đó là cơ hội để cho chúng ta kỳ vọng sẽ có thêm những bàn thắng cho U22 Việt Nam. Văn Hậu và Thành Trung cũng đã lên tham gia tấn công, và kể cả Đức Chiến vẫn là hùng dũng. Đưa chuyền đến đâu, tình huống bật cao là của Thành Trung. Bóng trở về chân của Indonesia. Đó là pha cắt bóng rất kịp thời của Hồ Tấn Tài. Indonesia vẫn chưa tìm ra giải pháp để có những pha tấn công tốt bên phần sân của Việt Nam. Phía ra vẫn chỉ là những pha lên bóng hai bên cánh. Rất khó để vượt qua được kinh nghiệm của Trọng Hoàng. Ở trận đấu ngày hôm nay thì Trọng Hoàng ít khi lên tham gia tấn công, mà thay vào đó anh đang chơi thấp để hạn chế những pha đột phá của số 15 là Sardin Ramdani. Sau trận chung kết năm 2009 thì chắc chắn là 10 năm sau, Trọng Hoàng đang rất muốn và khát khao cùng đồng đội mang về tấm huy chương vàng cho bóng đá nam Việt Nam tại một kỳ SEA Games. Và anh vẫn đang chiến đấu như một chiến binh. Hà Đức Chinh rất khó để vượt qua được vòng vây của đối phương. Bagas Asnawi, cơ hội tấn công. Hồ Tấn Tài, U22 Việt Nam vẫn đang triển khai lối chơi một cách chậm rãi và không vội vàng. Tấn Sinh, tình huống chuyền bóng không tốt của Đức Chiến. Siarian, Junfiandi. Mỗi khi không có bóng thì đội hình của U22 Việt Nam đã rất nhanh lùi về phần sân nhà để thiết lập một vành đai an toàn phía trước khung thành của Văn Toản, và ở phía trên chỉ có Tiến Linh cũng như Đức Chinh. Aswadi, đường truyền quá sâu của Asnawi. Ngay cả khi có được những cơ hội truyền vào trong thì đó vẫn chỉ là những đường truyền không chính xác của Indonesia. Có lẽ giờ đây thì ông Siafri vẫn đang tự hỏi làm cách nào để tiếp cận được khung thành của Văn Toản khi mà hai bên cánh của Việt Nam đang chơi quá hay. Đó là tình huống phá bóng rất mạnh của Tấn Sinh. Hiện tại cho đến thời điểm này thì sự thay đổi người đáng chú ý đầu hiệp 2 của U22 Indonesia, đó là số 10 Egi Maulana vào sân, vẫn chưa thể phát huy được tác dụng. Trên hàng công hiện tại của U22 Indonesia đang là bộ đôi Osvaldo và Egi. Cả hai đã có 12 bàn thắng cho U22 Indonesia tại kỳ SEA Games này. 8 bàn của Osvaldo và 4 bàn của Egi. Sani Rizky rất khó khăn và vẫn chưa thể vượt qua được Văn Hậu. Đây là Văn Hậu, cơ hội phản công cho U22 Việt Nam. Tiến Linh, Hoàng Đức, đây là Đức Chinh. Và cắt bóng của Đức Chiến rất hay. Hoàng Đức, Đức Chiến, Đức Chinh, trước đó thì lẽ ra
U22 Việt Nam phải được hưởng một quả đá phạt với tình huống bị đẩy từ phía sau của Hoàng Đức. Quả tạt là của Đức Chiến. Tiến Linh. Cú sút. Đó là đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Một tình huống sửa lòng rất hiền móc của Hùng Dũng về góc xa khung thành của Nadeo. Cách biệt hiện tại đã là 2 bàn cho U22 Việt Nam. Một pha triển khai tấn công rất chậm rãi nhưng mang hiệu quả cao nhất cho đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo. Pha nhả bóng rất vừa tầm của Tiến Linh. Và Hùng Dũng đã có một pha sửa lòng không thể ngăn cản. Bàn thắng thứ hai của Hùng Dũng tại SEA Games 30 lần này. Và nó đến ở thời điểm rất quan trọng. Bàn thắng nhân tỷ số lên 2-0 của Hùng Dũng có thể sẽ đánh gục ý chí của các cầu thủ U22 Indonesia. Một thời khắc rất quan trọng. Và vai trò đội trưởng và trụ cột của Đỗ Hùng Dũng đã phát huy. Tình huống dẫn đến bàn thắng vừa qua của Đỗ Hùng Dũng, của Đức Chiến. Tiền vệ đóng vai trò đánh chặn của U22 Việt Nam ở trận đấu này đã có một tình huống đột phá bên hành lang cánh phải và có pha đưa bóng vào rất vô tầm cho Tiến Linh. Đứng trước quả đá phạt cho U22 Indonesia đó là số 15 Sadin. Sẽ là một quả phát bóng lên dành cho Văn Toản. Cầu thủ đang bị đầu đó là Thành Trung. Người đã chạm bóng cuối cùng là số 10 Egi Maulana. Một pha chạm bóng bằng đầu trong tư thế có phần bị động của số 10. Cho đến thời điểm này thì khung thành của thủ môn Văn Toản vẫn đang được bảo toàn một cách rất cẩn thận. Nhưng ở những thời điểm quan trọng thì cũng cần thủ môn số 30 của U22 Việt Nam giữ được cho mình sự tập trung cần thiết. Vẫn là cầu thủ U22 Việt Nam. Đây là Sadin. Phía ra các cầu thủ U22 Indonesia đang bắt đầu nôn nóng. Hiện tại thì hàng phòng ngự với vai trò thủ lĩnh của Thành Trung vẫn đang chơi rất tập trung và rất cẩn trọng. Sadin. Osvaldo. Không có gì khó khăn cho khung thành của Văn Toản, nhưng vẫn là các cầu thủ áo đỏ. Egi. Lại một lần nữa Văn Hậu thể hiện mình là một bức tường rất khó để vượt qua đối với các cầu thủ U22 Indonesia. Phía ra. Đang phải chịu hai bàn thua. Sẽ là thời điểm mà các cầu thủ U22 Indonesia buộc phải dâng cao đội hình hơn và phải chơi mạo hiểm hơn. Và đó cũng là thời cơ để đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo áp dụng sơ đồ phòng ngự phản công của mình.
Như vậy vừa rồi đã có thẻ vàng cho Nguyễn Trọng Hoàng. Đó cũng mới là chiếc thẻ vàng đầu tiên mà trọng tài anh Shamrani rút ra ở trận chung kết này. Đã có thêm một sự thay đổi người, và đó cũng là sự thay đổi người cuối cùng của hôm nay Indonesia. Số 9 Mohamed Rafli vào thay cho số 16 là Sani Rizky. Một sự tăng cường ở hàng tấn công của huấn luyện viên Indra Siafri. Tại kỳ SEA Games 30 lần này thì tiền đạo mã số 9 Mohamed Rafli mới là tiền đạo số 1 của U22 Indonesia. Anh là người đã được xếp đá chính trong trận đấu ra quân của họ gặp U22 Thái Lan. Nhưng với phong độ rất ổn định và thường xuyên nổ súng của mình thì số 20 Osvaldo Hay đã chiếm suất đá chính. Đây là Hoàng Đức. Phút thứ 65 trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về cho U22 Việt Nam. Không kịp pha thoát xuống của đội trưởng Hùng Dũng. Lại một lần nữa Hùng Dũng đã cho thấy là những lựa chọn của huấn luyện viên Park Hang-seo cho kỳ SEA Games lần này là vô cùng đúng đắn. Hùng Dũng và Trọng Hoàng, hai cái tên trên 22 tuổi được bổ sung. Và lấy bóng của Đức Chinh, bây giờ là Hùng Dũng. Tấn tay. Rồi có vẻ như là một quyết định có phần không thực sự công bằng của trọng tài anh Shamrani đối với Tấn Tài. Đã có một tác động từ phía sau của Rafli. Siarian. Sadin. Bóng về chân của Tiến Linh. Không được. Vẫn là một cấu trúc đội hình rất chặt chẽ đến từ các cầu thủ áo trắng U22 Việt Nam. Và một lần nữa Văn Hậu đang cho thấy được vai trò hết sức quan trọng, và anh cũng đang chơi rất hay trong trận chung kết ngày hôm nay. Một quả phạt góc bên cánh phải cho U22 Indonesia. Sẽ là số 15 Sadin Osvaldo. Sadin Osvaldo. Không có gì khó khăn cho Thành Trung. Và phối hợp không thành công giữa Junfi Andy và Fieza. Dù đang có được ưu thế dẫn hai bàn, nhưng chúng ta thấy là một sự cẩn trọng vẫn đang được huấn luyện viên Park Hang-seo đặt lên hàng đầu. Và ông đang muốn các học trò của mình phải thật bình tĩnh ở những phút còn lại của trận đấu. Thời gian chính thức vẫn còn khá dài. Đó là pha phạm lỗi của Rafli đối với Trọng Hoàng. Junfi Andy. Có lẽ trọng tài xác định đó là lỗi việt vị của các cầu thủ U22 Việt Nam. Siarian là cầu thủ đang bị đầu ở trên sân.
Fiandi. Asnawi. Tình huống phạm lỗi của Asnawi đối với Đức Chiến. Trương Văn Thái Quý là người sẽ được tung vào sân thay cho Hà Đức Chinh. Như vậy là tiền đạo áo số 9 của Mai Việt Nam, mặc dù đã không thể gia tăng được thành tích ghi bàn của mình tại kỳ SEA Games lần này, nhưng anh cũng đã có những phút thi đấu trên sân Rizal Memorial ở trận chung kết ngày hôm nay thật sự xuất sắc. Vai trò của Đức Chinh là không phải bàn cãi gì trong lối chơi của U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30. Với sự góp mặt của Trương Văn Thái Quý, chúng ta cũng phần nào hiểu được những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo muốn gia cố thêm khu vực giữa sân. Và hiện tại người đang đá cao nhất trên hàng công sẽ là Tiến Linh. Zunfiandi. Pha xử lý là của Sadin. Bóng liên tục được trả về cho các cầu thủ phòng ngự của Mai Indonesia. Đội bóng áo đỏ vẫn đang loay hoay tìm đường vào để tiếp cận vòng 16-50 của các cầu thủ U22 Việt Nam. Và cắt bóng là của Thành Trung. Rafli. Chúng ta cùng chờ xem là trọng tài Anh Shambani đang muốn làm gì. Vẻ như đã có những lời nhắc nhở từ trọng tài thứ tư dành cho ban huấn luyện của U22 Indonesia, và vừa rồi đã có một chiếc thẻ vàng dành cho một trợ lý, một thành viên trong ban huấn luyện của U22 Indonesia. Zunfiandi. Bây giờ là Fiza. Rafli. Không có gì khó khăn cho Văn Toản ở pha bóng vừa qua. Osvaldo Hay, chân sút số 20 của U22 Indonesia, đã ghi bàn vào tất cả các đội bóng tại kỳ SEA Games lần này ngoại trừ U22 Việt Nam. Số 20 của U22 Indonesia đã hoàn toàn mất hút trên hàng tấn công của họ trong phần lớn thời gian vừa qua của trận đấu. Tiến Linh. Một pha xử lý rất tinh tế của Tiến Linh đã buộc Fiza phải phạm lỗi với mình. Sự lựa chọn Tiến Linh cho hàng tấn công của U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 cũng là một trong những quyết định mang tính chất then chốt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và trước đó, những huấn luyện viên người Hàn Quốc đã dành cho Tiến Linh những trận đấu, những phút thi đấu trong áo của đội tuyển quốc gia. Và đá phạt của Hoài Đức. Rồi, không bao. 3-0 rồi, 3-0, và đó là Đoàn Văn Hậu. Cú đúp của số 5 bên phía U22 Việt Nam. Quá tuyệt vời. Và lại là một tình huống cố định mang lại sự khác biệt cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đến bây giờ với cách biệt 3 bàn thì chúng ta đang phải nói tiến rất gần đến với tấm huy chương vàng lịch sử ở đấu trường SEA Games. Và đá phạt rất khó chịu của Hoàng Đức.
Thủ môn Nadio đã tư thế rất bị động ở pha cản phá vừa qua. Văn Hậu đã có mặt rất kịp thời ở góc xa khung thành và đã chuyển hóa cơ hội rất tốt này thành bàn thắng thứ hai cho mình trong trận đấu và là bàn thắng thứ ba trong trận chung kết dành cho U22 Việt Nam. Một trận đấu công thủ phải nói là toàn diện của Đoàn Văn Hậu. Cho đến thời điểm này thì vẫn chưa có bất kỳ một cầu thủ U22 Indonesia nào có thể vượt qua được Văn Hậu trong những tình huống một đối một. Và màn trình diễn của Văn Hậu lại còn được tô điểm thêm với một cú đúp bàn thắng. Cầu thủ đang bị đầu đó là Fiza. Đó là một tình thế vào bóng hết sức bị động của Fiza. Trận đấu vẫn đang được tiếp diễn. Đây đã là phút thứ 75 và U22 Việt Nam đang tiến rất gần đến với tấm huy chương vàng SEA Games 30. Môn bóng đá của Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 đang ngày càng trở nên hoàn thiện hơn cho bộ sưu tập của mình. Phải nói rằng ở lần thứ hai chạm trán nhau tại SEA Games 30 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã chuẩn bị cho các cầu thủ U22 Việt Nam những phương án hết sức kỹ lưỡng và tất cả những phương án đó đều đã phát huy hiệu quả tối đa ở màn so tài này. Đường chạm bóng là của Đức Chiến. Bây giờ sẽ tiếp tục là một quả ném biên cho U22 Việt Nam. Có lẽ tinh thần của các học trò huấn luyện viên Indra Siafri đã ở mức thấp nhất. Hải Quỷ, Trọng Hoàng. Tài xác định là không có lỗi của Osvaldo. Vẫn là những pha bóng rất lăn xả của số 8 bên phía U22 Việt Nam. Lại với pha vào bóng vừa rồi của Osvaldo, chúng ta thấy một hình ảnh khá đáng tiếc vì huấn luyện viên Park Hang-seo đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài người Ả Rập Saudi Al Shamrani. Cần phải nói rằng kể từ đầu trận đấu đến thời điểm này thì trọng tài người Ả Rập Saudi đã có những quyết định có phần gây bất lợi cho các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và với một vị chiến lược gia cá tính thì huấn luyện viên người Hàn Quốc chắc chắn sẽ không muốn bỏ qua những quyết định đó. Rõ ràng là những quyết định của huấn luyện viên của trọng tài Al Shamrani đã khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo đã đi đến giới hạn về cảm xúc của mình. Bây giờ thì với chiếc thẻ đỏ trực tiếp thì huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo các học trò của mình. Nhưng chúng ta vẫn hãy tin tưởng rằng tất cả những phương án mà ông đã chuẩn bị cho các học trò trước thêm trận chung kết này vẫn luôn rất đủ và rất sẵn sàng để phát huy hiệu quả bất cứ thời điểm nào trong trận chung kết. Thời gian của trận chung kết ngày hôm nay trên sân Rizal Memorial cũng không còn quá nhiều và cơ hội dành cho U22 Indonesia là rất thấp. Sự hiện diện của những nhà vô địch môn bóng đá nữ kỳ SEA Games 30, bộ sưu tập đang sẵn sàng được lấp đầy với tấm huy chương vàng của môn bóng đá nam.
xuống phía Andy. Vẫn chưa có nhiều sự đột phá trong cách chơi và cách lên bóng của các cầu thủ huấn luyện viên Indra Seafri. Osvaldo, sau khi số 9 Mohamed Rafli vào sân thì Osvaldo hay đã lùi về đá ngay phía sau của Rafli, không thể vượt qua được cánh tay. Bây giờ thì mới thực sự là một quả đá phạt dành cho U22 Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ thì đến thời điểm này huấn luyện viên Park Hang-seo đã có thể thư giãn ở trên bàn ghế trên khán đài vào lúc này. Cách biệt đã là 3 bàn và vị huấn luyện viên người Hàn Quốc hoàn toàn có thể dành thời gian này để thư giãn thật thoải mái, để chờ tiếng còi chung cuộc của trọng tài anh Samrani. Những màn ăn mừng tấm huy chương vàng SEA Games 30 năm 2019 đang chờ đợi huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò của mình. Bagas, Osvaldo được chuyển được vào vai trò theo rất sát Osvaldo trong trận đấu này. Gần như là bế tắc để nói về lối chơi hiện tại của Indonesia. Egi không vào, vẫn không vào. Một tình huống phòng ngự tuyệt vời của các cầu thủ U22 Việt Nam. Một pha phá bẫy việt vị hiếm hoi mà các cầu thủ U22 Indonesia có được. Đã có một sự thay đổi vị trí đáng chú ý từ số 10 Egi Maulana và số 20 Osvaldo. Trọng Hùng, Nguyễn Trọng Hùng là người vào sân. Và cầu thủ sẽ nhường chỗ cho Trọng Hùng, đó là Đức Chiến. Trọng Hùng là cầu thủ đã đá trong ngày ra quân gặp U22 Brunei. Tiếp tục là một quả phạt góc cho Indonesia. Tiếp tục sẽ là một quả đá phạt góc dành cho U22 Indonesia. Thêm một đội chuyền. Vẫn là những pha cản phá rất tỉnh táo của hàng phòng ngự Việt Nam. Tại kỳ SEA Games lần này thì Thành Trung đóng vai trò rất tốt về mặt thủ lĩnh cũng như là chỉ huy hàng phòng ngự, chơi ngay phía trước các thủ môn. Thời gian của trận đấu đã bắt đầu trôi về những phút cuối và tấm huy chương vàng đang đến gần hơn bao giờ hết với đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi sẽ được gửi lời xin lỗi đến quý vị khán giả. Chúng tôi đang tạm thời gián đoạn các chương trình trên kênh HTV9 để tất cả bây giờ cùng hướng về những phút cuối trận chung kết môn bóng đá nam kỳ SEA Games 30 năm 2019 diễn ra tại Philippines giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Tỷ số hiện tại đang là 3-0 nghiêng về cho U22 Việt Nam và đội bóng của Park Hang-seo đang tiến rất gần đến với tấm huy chương vàng. Thêm một cơ hội. Trận đấu đang trôi về những phút cuối và chúng ta đang đến với phút thứ 84 của trận đấu. Ba bàn thắng trong trận đấu chung kết ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại của U22 Việt Nam đến từ cú đúp của Đoàn Văn Hậu ở phút thứ 38 và 72.
và xen giữa là pha lập công của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng ở phút thứ 58 của trận đấu. Một thế trận rất thuyết phục đến từ đội bóng của đội viên Park Hang Seo. Thái Quý không được. Thái Quý vừa rồi đã giành đường truyền cho Tiến Linh. Càng trôi về những phút cuối của trận đấu thì bóng đá Việt Nam đang tiến rất gần, gần hơn nữa đến với tấm huy chương vàng đầu tiên trong tất cả các lần tham dự SEA Games. U22 Indonesia đến thời điểm này vẫn đang chơi rất nỗ lực, nhưng tất cả những gì họ đang thể hiện trên sân Rizal Memorial vẫn kết thúc trong vô vọng. Trọng Hoàng, Hùng Dũng, sẽ có một quả đá phạt cho các cầu thủ áo trắng U22 Việt Nam. Kể từ khi trở lại đấu trường SEA Games lần đầu tiên vào năm 1995 thì đây là lần thứ 6 mà bóng đá Việt Nam góp mặt ở trận chung kết của môn bóng đá nam. Năm lần trước là vào các năm 1995, 1999, 2003, 2005 và gần nhất là cách đây đúng 10 năm vào năm 2009 tại Lào. Đường chuyền của Hùng Dũng, pha xử lý của Trọng Hùng, sẽ có một quả đá phạt cho U22 Việt Nam. Đứng trước bóng đang là Hoàng Đức và Tấn Sinh. Cú đá tặng của Tấn Sinh, bóng đi hơi nhẹ. Trọng tài xác định đó là tình huống phạm lỗi của Trọng Hùng đối với thủ môn Nadio. Và các bóng của Hùng Dũng, Thái Quý, Hùng Dũng. Với ba bàn bị dẫn trước thì tinh thần chiến đấu của các cầu thủ U22 Indonesia đã đi xuống đáng kể, đặc biệt là kể từ sau bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Hùng Dũng ở phút thứ 58. Thái Quý, lần thứ hai tại SEA Games 30 thì huấn luyện viên Indra Siafri phải chịu khuất phục trước tài cầm quân của ông Park Hang Seo. Trọng Hoàng, ở trận chung kết gần nhất mà bóng đá Việt Nam góp mặt tại đấu trường SEA Games vào năm 2009 tại Lào thì Trọng Hoàng cũng chính là một trong 11 cầu thủ đã đá chính trong trận đấu gặp các cầu thủ Malaysia. Khi đó Trọng Hoàng mới 20 tuổi và bây giờ ở tuổi 30 thì Trọng Hoàng cũng đang ở rất gần với tấm huy chương vàng. Osvaldo, vẫn không có lối ra cho những pha triển khai bóng của các cầu thủ U22 Indonesia. Đây là Zulfiandi, Egi, vào bóng từ phía sau của Egi Maulana. Egi Maulana được xem là tài năng trẻ của bóng đá Indonesia. Cầu thủ 19 tuổi hiện đang chơi bóng ở đất nước Ba Lan cho câu lạc bộ Legia Gdansk.
và xử lý của Thái Quý. Chỉ còn khoảng hơn 1 phút cho thời gian thi đấu chính thức của trận đấu này. Đội bóng của Visa. Trọng tài xác định đó là một quả đá phạt dành cho U22 Việt Nam. Cầu thủ đang bị đầu có lẽ là Huỳnh Tấn Sinh. Và đi kèm với đó là thẻ vàng cho số 11 Fiera. Thẻ vàng thứ hai mà trọng tài Anh Samrani rút ra ở trận chung kết SEA Games 30. Hai phút bù giờ là khoảng thời gian cuối cùng dành cho những nỗ lực còn lại của các cầu thủ của Indonesia. Và các cầu thủ của Việt Nam gần như đã cầm chắc tấm huy chương vàng một bóng đá nam kỳ SEA Games 30 năm 2019 này trong tay. Một giải đấu, một kỳ đại hội rất trọn vẹn cho một bóng đá cả nam và nữ. Văn Hậu, một trận đấu rất xuất sắc của Văn Hậu với một cú đúp bàn thắng, và cùng với đó là lưới trời phòng ngự rất chắc chắn. Osvaldo, pha đột phá của Osvaldo. Sadin, đây là Hoàng Đức. Vẫn là những pha xử lý rất mượt mà từ Hoàng Đức. Thái Quý, vẫn là các cầu thủ của Indonesia. Cú sút không vào, đó là cú sút đi quá cao so với khung thành, và dứt điểm là cú số 17 Siarian. Đó có thể xem là cơ hội rất tốt, nhưng Siarian có vẻ như cũng không còn giữ được sự chính xác của mình ở những phút cuối này. Huy chương vàng bóng đá SEA Games đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Và đó là một màn trình diễn vô cùng thuyết phục của đội tuyển U22 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 lần này. Chiến thắng 3-0 trước U22 Indonesia trong trận chung kết diễn ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2019 trên sân Rizal Memorial. Thực sự là một màn trình diễn đáng nhớ. Bây giờ thì Văn Quang Hải và tất cả các đồng đội của anh đã có thể ăn mừng. Những hình ảnh chắc chắn sẽ rất trái ngược về cảm xúc của cầu thủ hai đội. Các cầu thủ của Indonesia rõ ràng cũng đã chơi rất nỗ lực, nhưng phải nói họ hoàn toàn bất lực trước đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. 3 bàn thắng trong trận chung kết ngày hôm nay đến với một cú đúp của Đoàn Văn Hậu đều từ những tình huống đá phạt ở phút thứ 38 và 72. Và Đỗ Hùng Dũng là người đã nâng tỷ số lên 2-0 ở phút thứ 58 của trận đấu. Một chiến thắng quá ngọt ngào nếu so với trận đấu cả hai đội đối đầu nhau lần đầu tiên ở vòng bảng, khi mà U22 Việt Nam phải vất vả ngược dòng. Và bây giờ chiến thắng với 3 bàn cách biệt phải nói là rất tuyệt vời. Những hình ảnh rất sôi động ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh, và HTV với sự phối hợp với công ty Bình Minh Group
Hân Hạnh là đơn vị cung cấp tín hiệu chất lượng cao cho các màn hình trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với mong muốn cùng người hâm mộ tiếp lửa cho đội tuyển U22 Việt Nam. Và tất cả vào lúc này chắc hẳn đang trải qua những khoảng thời gian rất bùng nổ, những giây phút mà hàng triệu trái tim hâm mộ bóng đá Việt Nam đã chờ đợi từ rất lâu. Xen kẽ với những hình ảnh của bầu không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội được nhìn lại những pha bóng đáng chú ý của trận chung kết. Và đây là bàn thắng mở tỷ số của Đoàn Văn Hậu ở phút thứ 38 của trận đấu, đến từ quả đá phạt của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Một ngày rất xuất sắc của các trụ cột bên phía U22 Việt Nam. Đỗ Hùng Dũng với một pha kiến tạo mang lại bàn mở tỷ số và một bàn thắng. Và đây chính là bàn thắng của Đỗ Hùng Dũng ở phút thứ 58. Một tình huống sửa lòng quá đẹp và rất khó của Đỗ Hùng Dũng. Những góc quay rất đẹp đến từ bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Còn đây là một cơ hội hiếm hoi dành cho các cầu thủ U22 Indonesia ở trận chung kết này. Và nó là một ngày chơi quá tuyệt vời của hàng phòng ngự bên phía đội bóng huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn đây chính là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Đoàn Văn Hậu ở phút thứ 72. Quả chạy bóng rất tuyệt vời của Hoàng Đức. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bầu không khí đang rất náo nhiệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ gặp gỡ với biên tập viên Hạnh Dung. Sẽ cùng dành những khoảnh khắc này để cùng nhớ lại những chiến thắng tuyệt vời của các cầu thủ U22 Việt Nam. Tiến Linh hay Tiến Dũng đã giúp U20 Việt Nam tham dự FIFA World Cup 2017.